và những cái kênh YouTube mà các bạn đáng xem và nên xem thì mình sẽ giới thiệu sơ vài kênh YouTube để các bạn xem cho đúng đừng có để xem mà nó bị lệch lạc và bị sai lệch cái kiến thức đi thì nó lại không hay đã đã dởm á, mà bày cho nhau nguyên rất là nhiều người cùng dởm theo á, thì nó lại không hay mà cái thị trường âm nhạc của Việt Nam nó lại đi xuống nữa thì cái kênh mà đầu tiên mình recommend cho các bạn đó là cái kênh của anh Nhật Dạ. Đây. Kênh của anh Nhật Dạ nè. Hay lắm ha. Đồng ý anh cũng có bán hàng nhưng mà trong những cái cái livestream này đó là anh chỉ vẽ rất là nhiều ở trong này. Ví dụ như đây là anh chỉ vẽ rất nhiều trong này, mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Đây nha. Chào cả nhà. Đó anh nhập dạ theo mình nghĩ tối là chủ nhật kiến nữa rất là nhiều mình có mặt ở đây và kinh nghiệm rất là nhiều là làm nhiều các bài, bài câu hỏi tiếng của anh em đó. châu Khải phong à, làm bài nào thì đa các số các là các nói về âm thanh rồi cái kênh thứ hai là cái kênh mình giới thiệu cho các bạn là cái kênh của sư đệ mình à Trung cư cũng vui tính lắm, ai dễ thương lắm hiền lành Miss nhạc giỏi sư đệ của mình thôi nhưng mà học trước mình uh, cũng chung một thầy thì anh em mình cùng học đó là thầy uh, vũ sơn Magic của Paris by Night với lại là asia đó cũng hay làm nhạc cho hollywood thì kênh này uh, kiến thức rất là chuẩn nha rõ ràng kiến thức chuẩn để cho anh em uh, học nó đúng theo cái đường lối uh, miss nó chuẩn audio và thu chuẩn audio. Chứ uh, nhiều anh em không mình không có nói chính xác ai nhưng mà có nhiều người làm uh, video đó, họ không hiểu nhiều thì ai cũng muốn làm YouTube để kiếm ví dụ như có lượt view, lượt xem thì cũng đôi lúc cũng có kinh tế, nó cũng cũng ổn đúng không? Nhưng mà làm bị sai kiến thức thì uh, mình thấy nó không có hay lắm, nó uổng uổng công người ta coi và uổng công của mình, uổng công mình làm và kênh thứ ba là cái kênh của cái anh chàng này. À uh, entertainment À uh, đi. Mình sẽ bấm uh, tìm cái tên này cho. Kênh này thì mình không có đăng ký nhưng mà cũng có hay ghé xem. Uh, anh này ảnh Cái xin các anh chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video, video của Figa Entertainment và trong video này mình sẽ và nghiên cứu rất là nhiều, có điều nói hơi nhanh thì mình nghe cũng đôi lúc cũng buồn ngủ lắm, mà nhiều cái cũng cũng nên xem á, cũng hay. Đó là ba cái kênh mà mình thấy là ổn định. Và nếu mà kênh nước ngoài á, thì các bạn hãy xem cái kênh của um, anh anh Dom. À. để coi gì rồi anh Dom mới đăng kênh. Này. thì đa số các bạn biết nhưng mà có nhiều bạn không biết đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem đây hello everyone dom here and today as you dom. can see we're outside đây là một sao engineer guitar keyboard tay trống luôn rất là giỏi đây for my pop vocals vừa rồi là anh mới đăng một bài này là của cái um, một VST plugin của QA thôi là có thể cân hết vocal luôn cực kỳ hay đó các bạn nên xem cái kênh anh này anh này là nước ngoài nếu mà không có tiếng Việt đó, thì các bạn vào đây nhé bấm phụ đề này bật lên nè đó chú thích nè phụ đề tạo tự động nè dịch tự động nè xong mình chuyển qua tiếng Việt thì khi mình mình xem thì nó sẽ có tiếng Việt nó phụ đề ở dưới luôn dễ hiểu lắm The next thing we have is the DSR, and this one is of course. Còn mình thì đôi lúc mình không có thời gian, với lại kiến thức mình học cũng um, rất là nhiều tiền. Sau đợt này thì mình cũng sẽ ra một cái series là để cho anh em làm uh, thu âm và mix cơ bản thôi. Còn nếu mà ai muốn học thì mình sẽ giới thiệu cho thầy để thầy dạy. Còn ai muốn học mình thì mình cũng sắp xếp thời gian mình mình chia sẻ. Nhưng mà học phí thì chắc không lấy nhiều bằng thầy đâu. Thầy học phí mắc lắm. <laughs> Vậy ha. Chúc anh em năm mới thiệt là an khang thịnh vượng nha. Bye bye. Good luck nha.